Tin Giáo hội Việt Nam, dòng Chúa Cứu Thế triển lãm tường ảnh nghệ thuật. Chiều tối hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 6, ngày kính nhớ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, tại khuôn viên của nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm nghệ thuật của Duy Trinh và Minh Duy. Sau nhiều năm tháng cật lực hy sinh, làm việc và ấp ủ, cũng như thổi hồn vào các tượng gỗ và tranh vẽ, hai nghệ sĩ Duy Trinh và Minh Duy đã có những tác phẩm đi vào lòng người. Để chiêm ngưỡng, tạ ơn Chúa và giới thiệu các tác phẩm của mình, Duy Trinh và Minh Duy đã được phép của cha giám tỉnh Du Xe Nguyễn Ngọc Bích, dòng Chúa Cứu Thế, và quý cha có trách nhiệm đã tổ chức cuộc triển lãm tranh ảnh tượng đặc biệt này. Mở đầu cho buổi khai mạc, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, rất chân thành và đơn sơ ngỏ lời với cộng đoàn: "Tôi xin chúc mừng những thành tựu tốt đẹp của những nghệ nhân ở đây, và tôi cũng cầu chúc cho cuộc triển lãm này thành công. Những thành quả trong 5 năm qua phát sinh những điều tốt đẹp do tình thương của Chúa và do sự cố gắng cộng tác của con người, và những điều này sẽ đem lại thành quả tốt đẹp cho con người." Sau lời của Đức Cha, mọi người bắt đầu xem triển lãm. Nghệ nhân Duy Trinh và Minh Duy ân cần giới thiệu những tác phẩm của mình đến Đức cha Du Xe, cha giám tỉnh, quý cha và cộng đoàn. Được biết, cuộc triển lãm mỹ thuật công giáo tượng tranh của Minh Duy và Duy Trinh mở cửa từ hôm nay cho đến hết ngày 24 tháng 6 tại nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.